Hôm nay là mình mới nhận được cái đơn hàng từ bên công ty Gia-cô. Cái này là bên Gia-cô tài trợ cho chơi nha. Cây cây này là cái cây đèn bóng bối. Rồi, để mình mở ra coi cái cây đèn này ở trong như thế nào nha. Thì cái cây đèn bóng bối như vậy nè anh em. Rồi, bên Gia-cô có để là cây đèn này là đèn mẫu. Mình chưa biết là cái bản chính thức ra như thế nào nha. Đó, thì bây giờ mình bật lên cho anh em coi rồi mình đánh giá nha. Đây nè anh em, mình bật lên rồi nè. Nó rất là sáng nha, ánh sáng trắng. Đó, có cái tia UV nè đó. Rất là đẹp, rất là sáng luôn đó, sáng một góc trời luôn đó. Thì mình cũng nói lại nha, hồi lúc trước á bên chú đồ bạc á có gửi cho mình hai cây bông bói nè đó. Chú đồ bạc đánh trong vòng 2 ngày nó tuột màu cá, anh em cho anh coi cái đèn nè, cũng có cái tia UV luôn nè đó. Đây, cái đèn đâu rồi đó nè, cái tia này tia UV nè. Còn ông nào nói đua mắt cá là tôi không biết nha. Chú đồ bạc đánh 2 ngày, chú đồ bạc nó điện cho mình nói là đem hai cây này ra chuồng gà đi, hai cây này đánh nó tuột màu đó. Thì bên gia công nghiên cứu lại làm ra thêm một cây đèn bơm bó cho anh em nè đó. Thì để mình lên hồ mình test độ sáng như thế nào nha. Đây nè, đây là mình để lên hồ nè đó. Anh em nhìn cái con cá này, anh em thấy cái lưng nó vàng hơn đúng không đó. Nó không có ảo như là xanh mê long nha, cái cây đèn này nó không ảo đâu. Độ sáng nó ngang ngửa với một cây double win 36W đó, nhân hai đó, anh em hay đánh cho bơm bói đó. Đó thì mình thấy cái lưng con cá nó vàng hơn nè anh em. Đó anh em nhìn thực tế này đó. Thì nó có tăng cường cái UV, cái UV đó để mà thẩm thấu vô dãy con cá để cho con cá nó lột nhanh hơn đó. Đó là cái UV nó nhiệm vụ như vậy, chứ không phải UV mà anh em bỏ vô đánh vô con cá gọi là con cá đuôi nha. Đó, những anh em nào mà nói con cá đuôi á, thường là những anh em đó là những anh em làm đèn thôi chứ không có ai chứ. Người chơi người ta không có thuộc dạng, người ta không có mà nghĩ ra tới cái mức độ nguy hiểm dữ vậy đâu. Anh em thấy mạo con cá không? À, về độ sáng là tốt. Đó, tốt thì mình nói tốt. Còn dở thì mình nói dở, tại cái này các bạn thử nghiệm mình cũng không có thuộc dạng là BG quá đâu. Thì mình thấy nó tốt, độ sáng nó tốt đó. Anh em nhìn dãy lại đi đó, 2 cây hay là 3 cây nữa là càng tốt nha anh em. Thì mình thấy cái cây này nè nó nhẹ điện lắm á, rất nhất rất là nhẹ điện luôn cho anh em đầu tư. Rồi còn đánh trong thời gian như thế nào thì mình cập nhật lại anh em thường xuyên. Rồi chào anh em.